Phương pháp thuận nghịch trong tài chính là gì? Hello, xin chào tất cả anh em và mọi người. Chào anh em và mọi người đã đến với video tiếp theo của tôi nha. Hôm nay thì sẽ vào chia sẻ với anh em cái phương pháp cơm gạo rất là hay ở trong bộ môn tinh này, cái phương pháp đánh thuận nghịch đúng không? Tôi nghĩ là chắc là anh em cũng đã nghe qua cái phương pháp này rồi, nhưng mà thực chất thì cũng chưa biết đánh như nào, hay là anh em chưa biết là sử dụng cái phương pháp này như nào cho nó hiệu quả. Đây tôi sẽ chia sẻ cho anh em để anh em thể tham khảo một cách nó hợp lý nhất và gọi là ok nhất cho bộ môn này nhé. Đánh thì anh em có thể là lấy với phương pháp thuận nghịch ấy, thì là anh em sẽ lấy tổng điểm phiên cộng với 6 chín ngầu 1 để chơi. Đấy. Thường thường nếu mà cầu thuận của nó thì chẵn, tổng điểm chẵn sẽ làm xỉu và lẻ làm tài, còn cầu nghịch thì điểm chẵn sẽ làm tài và lẻ sẽ xuống xỉu nhá. Nói chung là dạng thuận nghịch thì có nghĩa nó là cái dạng sẽ là dạng cầu đổi qua đổi lại cho nhau. Đấy, nó sẽ nằm ở cái dạng đấy. Rồi giờ thì tôi sẽ vào để mà chiến đấu luôn, chia sẻ cho anh em hiểu rõ hơn về cái dạng cầu thuận nghịch như này để anh em cài cuốc được nha. Ok nha bạn, rồi mình sẽ chiến đấu luôn bàn dùng xanh được đây. Anh em nhìn vào cái bàn tài xỉu mini này của tôi, anh em nhìn ở đây thì anh em sẽ cộng luôn cái điểm tổng điểm phiên, anh em lấy tổng điểm phiên mới này cộng với sóng xí ngầu 1 này, 6 đi 2 cộng 2 điểm, 6 đi 3 cộng 3 điểm, như đây của nó là 12 chẵn tài, là chẵn tài thì cầu nghịch thì 13 16 chẵn tiếp này. Ok, con chẵn nằm tài nữa nhé. Cầu trước thì nó vừa về con chẵn tài rồi đúng không? Tính vì chính vì vậy là con chẵn tiếp theo này mình cũng sẽ tiếp tục là vào một tay chẵn tài nữa. Đánh công thức thì nó sẽ góc độ là hiệu quả, góc độ tương đối. Mà chơi bằng công thức này thì bình thường tôi thấy nó sẽ có thể ăn thông tầm 5 đến 7 tay anh em ạ. Đấy là nếu mà anh em chơi bằng cái công thức này nhá, có thể là nó sẽ bú thông 5 đến 7 tay. Nẻ rồi anh em. Trong trường hợp là cầu trước cầu thuận, cầu trước cầu nghịch, cầu sau cầu thuận ấy, tức là nó về gọi là một đảo bằng thuận, thì có thể là sẽ bắt cầu 1-1 được nhá. Đấy là một số trường hợp cầu về. Phiên này mình sẽ theo cầu 1-1 đi, nhưng mà phiên này một đảo bằng thuận thì sợ nó gãy rồi. Ở đây trả cầu 1-1 của nó thì trả hai tài hai xỉu này, tức là nó trả đủ cầu rồi thì con này vào xỉu luôn. Nếu mà phiên đang bệt thì sẽ không bắt nhá, mà mình chỉ là lên bắt theo cái phiên ngắn thôi, nó dễ. Bắt ra phiên ngắn là đẹp anh em ạ, hợp lý. Sóng mỏng chân này, giày chân tiếp nha bạn, vẫn 1-1 tiếp này. Tay này thì ít nhất mình sẽ phải chờ nhá, chờ nó gãy cầu 1 đã vào. Ok, tạm thời là hai tay gãy đó. Mình đã nói từ đầu rồi đúng không? Công thức thì nó sẽ là tùy từng khung cầu hay là tùy từng lúc mà nó sẽ có độ hiệu quả là nhiều hay ít khác nhau. Anh em mình vẫn lên là chơi là đây là chờ khi nào cầu nó khuân tí mình bắt được hợp. Con này cầu bệt này, cầu bệt thì mình chờ bằng tay đi, có thể chờ tay nó gãy vào tài anh em này, đúng cầu gãy anh em ạ. 1-1 rồi, phiên này bạn bắt được nhé, phiên này bắt tài được nhé. Chúng ta vào tay hai cho nhẹ nhàng trước. Hiện tại thì đang âm thế này thì mình vào cũng chỉ bắt nhẹ nhàng một tay hai nó dễ. Những phiên này chưa phải những phiên nó quá đẹp để có thể bắt cao quá, cứ đi lúa vừa hợp lý thôi anh em. Vẫn mỏng chân tiếp à, 1-1 tiếp này. Cầu chạy hơi đều nhỉ. Vào mà anh em thấy cầu 1-1 mà nó chạy dài như này thì nếu đánh chơi kiểu an toàn ấy thì sẽ chờ gãy vào nhá. Nhưng mình vào thế này là hơi rủi ro. Đánh cái này là mình đánh kiểu nó hơi mang tính chất là rủi ro cao rồi. Chờ nó gãy vào thì nó sẽ hợp lý hơn, còn an toàn hơn anh em. 8 2 10 này.
chẵn xỉu. Con chẵn này khả năng cao sẽ là chẵn tài tiếp, chuẩn luôn này. 8 20 chẵn tài này, 12 14 chẵn tài, 14 16. 16 khả năng cao mà vẫn chẵn tài nữa anh em ạ. Cổ này của nó đang ba tay chẵn cơ mà anh em. Phiên này về nó về 3. Tay này nó về khoảng là 3 tài, cũng như 3 xỉu rồi. 3 tài 3 xỉu thì nó cũng tương ứng với lại dạng cầu cân bằng rồi anh em ạ. Mấy phiên này có vào được không này, để xem nào. Vào tiếng nạp kết thì anh em mới vào kỹ, con này vẫn là còn một tiếp thôi, đấy, vẫn còn một tiếp này. Bẻ sớm. Những tay như thế mình bẻ sớm nó ra là giờ hơi. Còn đương nhiên là khi chơi hay mắt thì anh em mình lưu ý một cái đơn giản thôi. Nó có thể tùy từng phiên hay dạng cầu là mình vào một cách đó, mình sẽ vào hợp lý nhé. Còn này dây chân là đẹp anh em này. Và làm nhẹ tiếng cuối hợp lý. Tiếp tục xem phiên này lại đi nhanh cho dễ đi. 89 nhé. Con này lấy 13 này, này về xỉu tiếp. 11 23 này, này, con này về xỉu đẹp nhưng mà. Bên này vẫn cùng một tiếp này. Cầu trước đang có hai tay chẵn nằm tài anh em ơi. Con này sẽ báo xỉu đẹp. Thì đấy là về cái phương pháp để cho anh em có thể đánh theo cái dạng thuận nghịch như thế nhá. Mà cứ bắt mà mình nghĩ là khi chơi thì nên bắt nó hợp lý, vừa phải thôi, tránh trường hợp mà đánh mình thua ngược. Cái bữa này vẫn tài tiếp, bệt cầu tay tầm nờ tầm giờ tay này may ra là có thể là đảo cầu được một tay. Mình vào tay một anh em, có thể là mình chơi tay cuối nhá, nằm tay cuối nghỉ. Giờ này thì thực tế là nó không ổn lắm thì nghỉ non, thì non xíu lại vào đây cái cốt sau. Từ giờ thì không vội, tính là chiến đấu tiếp nha bạn. Mình chia thời gian đánh hợp lý vậy thì nó hiệu quả hơn thôi anh em. Vẫn tài tiếp kìa. Ok, chắc tầm tạm nghỉ nhá, tí nữa vào cái cốt tiếp. Tầm này thì tôi thấy là cầu phiên của nó có thể nó hơi xấu mà là xuống cầu nó hơi nghịch nha bạn. Hơi nghịch thì bỏ qua luôn nha.